này bao nhiêu á con? 10.000 đó. À. Màu cam 10.000 luôn. Còn bịch da heo. Bịch da heo bao nhiêu á? Da heo 17.000. Cái này là cơm cháy trà bông đó mọi người. Này là chắc bánh chán hầm cẩm á. À cái đó trộn me đó. Cái này mình không thích đâu. Mình đem bỏ vô bị đi, hồi nữa chị tính tiền sau. À cảm ơn. Ba gói 30. Cái này 17 là 47 thôi. 47 em trái áo nâu nè. Đây nè, đây em bỏ vô. Rồi, tính tiền cho em. Tính tiền cho em rồi Phan để cho trả chị 900. Dạ. Mình mua cái này, mình thu cho mọi người xem cái mình để vô hộp á. Tại ngoài trời mưa á, mình thích tiếng mưa, mưa mình quay cho mọi người nghe cũng giống như thư giãn luôn. Cái này là combo trong tất cả này nè mọi người, nó có cái đó, nó có này, cái này 2k đó mọi người, nó có hai bịch bơ luôn. Vô mánh rồi. Mình thích review á, kiểu nếu mọi người thích á mình vui lắm. Mình dở này cho mọi người xem. Cái trong miếng đó nó to. Ngày nhỏ ba mình hay mua cái này nè mọi người. Đi công tác là ba mua cho mình ăn. Nhưng mà nó là bánh tráng mè chứ nó chưa có này. Này mình muốn này. Cái này nhiều loại lắm mọi người. Với bọc này nữa. Bọc này cũng ngon mọi người. Cái này chắc mình ăn cho mọi người xem thôi chứ lột nó ra nó dính mấy cái bánh kia. Mà mọi người nha. Cho mọi người xem trái ớt, lần đầu tiên mình thấy cưng ớt ngộ trời, có ớt thiệt nữa nè, không hình như ớt này ớt thiệt đó mọi người,
Hai loại mọi người, tôm với trứng. Thêm gì mình được không?